Khi ấy người Do Thái sầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-xu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-xu, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói: Tôi từ trời xuống?" Đức Giê-xu bảo họ: "Các ông đừng có sầm xì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy, phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Đó là lời Chúa. Giờ đây, cha chánh sứ giới thiệu và trình lên Đức Cha các em sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Chúng con xin kính mời cha. Trọng kính Đức Cha, đây là 33 em của giáo sư An Bài. Với trách nhiệm là cha sứ cùng với ban giáo lý, chúng con đã cố gắng trong khả năng của mình để giúp các em học giáo lý, học lời Chúa. Có những em rất là xứng đáng trong cả việc học giáo lý, cả việc học phục vụ, các em còn được làm dự trưởng. Và cũng có những em thì ít cố gắng hơn. Nhưng mà hôm nay thì tất cả các em đều có một khao khát được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức. Con xin Đức Cha ban bí tích thêm sức cho tất cả 33 em này. Chú con ngồi. Cha xứ vừa mới giới thiệu thật là hay. Cha xứ bảo là có những em rất là chịu khó, rất là cố gắng trong việc học giáo lý, nhưng mà cũng có những em thì ít cố gắng hơn. Ai ít cố gắng hơn giơ tay cha xem nào. nhưng mà cái điều quan trọng là cái này này. Điều quan trọng không phải là cố gắng nhiều hay là cố gắng ít, nhưng mà cha xứ vừa giới thiệu là các em tất cả, dù là những người cố gắng nhiều hay là nhiều những em cố gắng ít, nhưng mà ai cũng tất cả mọi người đều khao khát. Đấy, cái điều đấy quan trọng quá nào. Cho nên hôm nay Đức Cha đến đây không phải là để chỉ thêm sức, ban bí tích thêm sức cho những người nào mà đã cố gắng nhiều trong việc học giáo lý hay là ít cố gắng, nhưng mà Đức Cha đến đây vì ban bí tích thêm sức cho tất cả những người đang khao khát muốn lãnh nhận Chúa Thánh Thần và các ơn của Ngài. Bạn ạ, cha nghĩ là tất cả chúng con hôm nay đều là những người đang khao khát để lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua việc Đức Cha ban bí tích thêm sức, đúng không? Thế trước khi mà ban bí tích thêm sức thì Đức Cha muốn chia sẻ với cộng đoàn nói chung và chúng con nói riêng một vài điều liên quan đến việc mà chúng ta lời Chúa và bí tích thêm sức mà chúng ta sắp cử hành. Thế chúng con vừa nghe một bạn nữ bên đây đọc bài đọc thứ nhất trích trong sách Các Vua quyển thứ nhất, nói về một cái ông ngôn sứ tên là gì, con có nhớ không? Ông ngôn sứ tên gì?
Đứng lên trả lời cha nghe. À đúng rồi, con cảm ơn con, ngồi xuống. Ông ngôn sứ Elia là cái nhân vật mà bài đọc thứ nhất hôm nay nói đến. Ông ấy là người ở trong tình trạng như nào? Ông là người vì muốn nói lời của Chúa cho người ta và vì muốn hành động như Chúa bảo ông làm, cho nên người ta ghét ông. Cái bà hoàng hậu Isabel, bà ấy là cái người rất là khó chịu với cái ông đấy. Chúng con có biết bà hoàng hậu là bà như nào? Bà hoàng hậu là bà như nào? Là bà ấy là bà của ai với cái ông vua đấy? Hả? Cái bà này, bà gọi là hoàng hậu là bà là ai đối với cái ông vua đấy? Vợ ông vua. Còn chúng con thấy cái bà hoàng hậu ấy, bà ấy có quan trọng không? Bà là vợ ông vua mà, giống như giờ là vợ ông tổng bí thư đó, có phải không? Cái bà đấy có, mặc dù bà chỉ là vợ thôi nhưng mà người ta có ngại bà ấy không? Có gì đấy, bà ấy vợ ông vua mà. Bà đấy truy đuổi cái ông này, mà chúng con xem nhá, bà, cái bà vợ ông vua đấy mà bà ấy ghét cái ông ngôn sứ Elia này á, bà ấy truy sát ông ấy thì khả năng ông ấy bị giết chết có lớn không? À, cho nên là ông chạy. Mà ông ấy bị bà ấy ghét là bởi vì ông ấy làm cái điều Chúa bảo ông làm, cho nên là ông bị ghét, chứ không phải là ông ấy muốn, ông ấy ghét bà cho nên bà ấy ghét ông ấy, không phải. Và thế là ông ấy bỏ chạy vì bị vợ của cái ông vua ấy truy sát. Xong rồi cái bài đọc thứ nhất hôm nay kể là ông ấy đi chạy lên núi. Ông có mệt mỏi không? Mệt mỏi vả nào. Đấy. Xong rồi chúng con vừa nghe bài đọc thứ nhất kể rằng ông ấy đang trên cái đường chạy, trốn chạy như vậy á, thì ông ấy mệt mỏi. Cho nên ông có nói với Chúa là: lạy Chúa, bây giờ con muốn còn có một điều thôi. Chúng con biết ông muốn cái gì không? Muốn gì? Mệt quá rồi, bị người ta đuổi. Cho nên ông chỉ muốn nói với Chúa là: vì con làm cái điều Chúa bảo con làm, vì con nói cái điều Chúa bảo con nói mà bây giờ người ta ghét con kia cả. Mà không phải cái người ghét con là cái người bình thường ở An Bài đâu. Vợ vua mà bà ấy truy sát con như thế thì Chúa bảo là con có yên ổn để mà sống với bà ấy đi hay không? Cho nên là lạy Chúa, bây giờ con chỉ còn ước có một điều thôi. Chúng có biết ước điều gì không? Ước điều gì? Các bạn vừa đọc bài đọc một đấy, có biết không con? Bà ấy ước cái gì thế? Con thưa cha, ông Elia. Bà ước cái gì? À xin lỗi, ông ước cái gì? Con thưa cha, ông bảo là lạy Đức Chúa, xin Chúa hãy lên mạng sống con đi. Nghĩa là ông ấy muốn cái gì thế? Ông muốn chết. À đúng rồi, cho chàng hóa tay ra rồi, đúng rồi. Chúng con xem nhá, quý ông bà anh chị em xem nhá. Có nhiều lúc có cuộc đời của chúng ta cũng có cái kinh nghiệm, có những người có kinh nghiệm y như cái ông Elia này. Không còn biết như nào, đau khổ quá. Và giống như là mình có cảm giác đi vào ngõ cụt của cuộc đời rồi, có phải không? Mà khi mà người ta cảm giác là người ta bị dồn vào ngõ cụt của cuộc đời rồi thì ra sông. Ra sông làm gì? À đấy, ra sông nhảy xuống đấy. Thì cái ông này, ông có một cái tâm trạng, Elia có một cái tâm trạng như vậy đó. Ông bảo là lạy Chúa, Chúa cắt mạng sống của con đi, bây giờ con mệt mỏi lắm rồi, bây giờ người ta truy sát con, mà không phải là cái đứa bình thường nó truy sát, vợ ông vua nó truy sát con, thế con sống nào được? Con chạy đến đây là hết hơi hết sức rồi, thôi Chúa để con chết đi. Ông ấy không dám nhảy cầu vì ông sợ mất linh hồn, cho nên mà ông bảo là thôi Chúa cất cái mạng của cái thằng này đi, chứ còn bây giờ con sống như này khổ quá nữa. Sau đó ông mệt quá, cái bài đọc thứ nhất nói ông thiếp đi. Ông thiếp đi, nhưng mà sau đó thì ông tỉnh dậy, ông ấy thấy bên cạnh ông có cái gì có biết không? Có gì? Có bánh và nước. Sao xong rồi có sơi không? Ông có ăn không? Có, đói mà, mệt đói không có gì. Thấy bánh với nước ăn, ăn xong sao có biết không? Ngủ tiếp và chưa ngủ đã. Ngủ tiếp. Nhưng mà sau đó thì có tiếng nói với ông là thức dậy. Và khi mà ông thức dậy thì chúng con biết là ông thấy cái gì biết không? Thấy gì? Lại thấy bánh và nước. Và có ăn tiếp không? Ăn tiếp. Và ông ấy khỏe mạnh. Sau khi ăn bánh và uống nước lần thứ hai, ông khỏe mạnh. Và ông đi bao nhiêu ngày chúng con có biết không? Mấy ngày biết không? Liền sau đó ông đi bao nhiêu ngày lên cái núi Khô Rép ấy? 40 ngày. Ông đi một mạch
40 ngày lên cái núi mà Chúa muốn bảo ông đến. Thế thì ở trong cái bài đọc 1 ấy, nó có cái chi tiết là ông Elia, ông ấy thức dậy thì ông thấy bánh và nước. Ông ăn, xong ông lại ngủ, xong ông lại nghe có tiếng nói thức dậy, thức dậy. Và ông lại thấy có bánh và nước. Ông ăn, ông uống. Rồi sau đó ông khỏe mạnh và ông đi một mạch 40 ngày lên núi Horeb mà Chúa muốn. Bây giờ cha hỏi chúng con điều này này. Ở trong cái bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe chỉ nói là ông Elia ông thức dậy thì ông thấy có bánh và có nước. Rồi ông lại ăn xong ông lại ngủ tiếp, xong ông lại thức dậy, lại nghe có tiếng gọi thức dậy thì ông lại thấy bánh và nước. Không thấy nói là ai đem đến, có phải không? Giờ cha hỏi cho con thử đoán xem là thế thì cái bánh và cái nước ấy ở đâu ra? Đây, các bạn ngồi đầu bàn này lên trả lời cha nghe con này. Con, đây này. Thôi được rồi, để cha hỏi cha. Lên con. Con biết ở đâu ra cái đấy không? Thánh thần. Con đoán xem là bánh và nước ấy ở đâu ra? Thánh thần ạ. Hả? Thánh thần ở đâu? Trời. Hà Văn Đông. Phải không? Ai đem cái bánh và nước ấy đến cho ông đấy? Thiên sứ. Thiên Chúa, có phải không? Được rồi, cảm ơn con về chỗ này. Cảm ơn. Cho chàng phát tay con nào, cảm ơn. May quá trả lời được, may quá. Chúa ban cho ông bánh và nước. Dù trong cái bản văn nó không có nói là Chúa mang, nhưng mà chắc chắn là Chúa đã đem bánh và nước đến cho ông ấy. Thế thì ngày hôm nay cha muốn hỏi chúng con điều này này. Ngày hôm nay Chúa có còn ban bánh và nước, nói như là bài đọc 1, hay là ngày hôm nay Chúa có còn ban lương thực, hay ngày hôm nay Chúa còn nuôi dưỡng đời sống của chúng ta hôm nay ở đây không? Còn không? Nếu năm xưa Chúa đã ban bánh và nước cho ông Elia, thì hôm nay ở trên mảnh đất của An Bài này, Chúa vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta, Chúa vẫn ban lương thực cho chúng ta. Nhưng mà bạn bên cạnh lên tra hỏi này, con lên. Con có thấy Chúa đem gạo với bánh đến cho nhà con để ăn cơm không? À, con thưa cha là con không thấy ạ. Không thấy. Nhưng mà con không thấy Chúa đem bánh và gạo và nước đến cho nhà con để ăn cơm. Nhưng mà như Đức Cha vừa hỏi tất cả mọi người là thế ngày hôm nay Chúa còn nuôi sống chúng ta ở trong cái đời sống hàng ngày của mình không? Con thưa cha là có ạ. Có. Cho chàng vỗ tay con là giỏi, nói rất là giỏi đấy. Nhưng mà giờ con chưa xong, chưa về được, phải hỏi câu nữa. Một đằng nhá, ta không thấy Chúa mang cái gì đến cho nhà ta. Thế cơm ở đâu ra con, cơm ở nhà con ở đâu ra đấy? Con thưa cha là thường là mẹ con nấu. Mình ăn cơm mẹ nấu có phải không? Chứ mình có thấy Chúa mỗi ngày xách một cái gà mèn cơm đến bảo đây ăn đi, có thấy đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn tin rằng Chúa nuôi sống chúng ta hôm nay ở đây, ở cái An Bài này. Thế giờ làm sao mà giải thích cái đấy giờ? Chúa không có mang cái gì đến. Cơm thì mẹ nấu, có phải không? Tiền thì bố cho, có phải không? Đúng không? Bố có cho tiền không? Bố không cho tiền á, thế lấy tiền đâu mà tiêu? Mẹ cho. Mẹ cho. Thôi cũng được, thôi mẹ cho cũng được. Bây giờ con nói làm sao mà giờ để làm sao mà mình biết được là Chúa vẫn nuôi dù cơm mẹ nấu, tiền mẹ cho, mà mình vẫn tin là Chúa nuôi chúng ta hôm nay đó. Bây giờ con nói làm sao ra cái chỗ đấy giờ? Dạ, con thưa cha là Chúa nuôi chúng ta bằng thịt với cả mình máu Chúa. Không, cha đâu có nói gì đến cái đấy đâu. Cha nói là Chúa vẫn nuôi chúng ta dù cơm thì mẹ nấu, tiền thì mẹ cho. Bây giờ làm sao ra cái chỗ đấy giờ? Thế làm sao mà nói là Chúa nuôi? Có biết không? Dạ, con thưa cha là Chúa nuôi chúng ta bằng đời sống đức tin ạ. Không, Chúa đâu có phải chỉ nuôi chúng ta bằng đời sống đức tin đâu. Chúa, thế bây giờ cha hỏi con câu nữa nhé. Con đừng có lái Đức Cha theo đức tin của con được, không được. Bây giờ cha hỏi con nhé.
Chúa có nuôi chúng ta mỗi ngày trong đời sống cơm áo gạo tiền ấy, Chúa có còn nuôi không? Dạ, con thưa cha là Chúa nuôi bằng cách điều khiển ạ. Điều khiển như nào? Bấm remote chứ? Bấm như là điện thoại, lướt web điện thoại vậy chứ? Hay như nào? Dạ không ạ, Chúa sai ạ. Chúa sai thế nào? Chúa hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta. Chúa hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta là như nào con? Cho chúng ta làm những công việc đấy ạ. Việc đấy là việc như nào? Những cái thức ăn lương thực trong đời sống hàng ngày ạ. Thế cơm thì mẹ nấu, tiền thì mẹ cho, mà mình bảo là Chúa vẫn nuôi chúng ta. Chúa cho chúng ta có cơm ăn, Chúa cho chúng ta có tiền tiêu. Thế làm sao mà đâu có thấy Chúa đâu? Thế làm sao mà biết được là Chúa nuôi hay là Chúa nuôi cơm hay là Chúa cho tiền? Làm sao biết được? Con thưa cha là bằng đức tin của mình thì mình vẫn tin ạ. Thôi được rồi, cho chồng vỗ tay rồi, cảm ơn con về chỗ. Bên nữ phải hỏi thêm một người nữa mới được. Bây giờ có bên nam này muốn hỏi cha hỏi bên này một câu nữa không? Muốn không? Cho nó cân vào nào, bên này hỏi hai người, bên này mới hỏi có người, giờ hỏi người nữa. À, cái chỗ mà Đức cha hỏi là bị khó đó. Cha vừa hỏi cái bạn này xong là cơm thì mẹ nấu, tiền thì mẹ cho, có phải không? Đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn không phải là Chúa chỉ có nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta khi chúng ta đi tham dự thánh lễ đâu, cái đấy là hiển nhiên. Nhưng mà ngay cả đời sống vật chất thì Chúa vẫn đang nuôi dưỡng chúng ta mà. Nhưng mà chúng ta lại không thấy Chúa đâu, chỉ thấy mẹ nấu cơm, phải nào? Rồi mẹ cho tiền. Bây giờ làm sao mà biết được là Chúa đang nuôi chúng ta? Bạn đầu bàn này lên trả lời cho anh nghe con nào. Còn là suy nghĩ về cái điều cha nói cho là làm sao nào? Bước khẽ không có là dẫm vào áo dài. Cha hỏi lại đi ạ. Hỏi lại. Thế cha vừa hỏi là cái bạn bên này là cơm ai nấu thì bạn nói là cơm mẹ nấu, con có nghe không? Rồi cha hỏi nó là thế tiền con tiêu ai cho thì bảo là tiền mẹ cho, có phải không? Nhưng mà Đức cha vừa bảo là dù cơm mẹ nấu hoặc tiền mẹ cho, nhưng mà chúng ta vẫn tin rằng Chúa nuôi dưỡng, không phải chỉ đời sống đức tin mà ngay cả đời sống vật chất thì chúng ta, Chúa vẫn đang nuôi chúng ta cơ mà, có phải vậy không? Phải tin vậy không? Vâng, phải ạ. Nhưng mà mình có thấy Chúa đưa tiền không? Có bao giờ con Chúa đưa tiền cho con tiêu không? Không. Có bao giờ con thấy Chúa nấu cơm cho con ăn không? Không. Thế giờ làm sao mà mình biết được là Chúa vẫn đang nuôi chúng ta và Chúa đang cho chúng ta tiêu tiền mà tiêu thế? Làm sao bây giờ? Nói cái chỗ đây nói sao ra giờ? Mẹ mà, có phải không? Mẹ nấu cơm nhé, mẹ cho tiền nhé. Mà giờ lại bảo là Chúa nuôi. Thế giờ giải thích cái chỗ đó làm sao được? Dạ, con thưa cha là Chúa nuôi bằng lời Chúa. À không, lại sang cái chỗ đức tin mất rồi, không được, không được, không được. Đây này, nghe. Cả bên này đã nghe. Bây giờ nhá, mẹ nấu cơm, có phải không? Mẹ cho tiền. Thế mẹ đâu ra? Đấy, con trả lời cha nghe thử cái câu là mẹ đâu ra đấy. Mẹ chùi đất lên à? Mẹ từ bà vã đẻ ra. À, mẹ từ bà ngoại đẻ ra. Có được không? Đúng không? Đúng không? Cho chào vỗ tay, được, được. Được, được, nhưng mà chưa xong với ông đâu, hỏi câu nữa. Chưa được, chưa được. Thế bà ngoại còn ở đâu ra đây? Ở Kim Thái ạ. Ở Kim Thái á? Không. Cha không hỏi mẹ bà ngoại con là quê ở Kim Thái, mà cha hỏi là bà ngoại con thì ai sinh ra đấy? Các cụ ạ. À, các cụ. Thế bây giờ hỏi câu nữa là thế các cụ ở đâu ra đấy? Ở Kim Thái, không được nói ở Kim Thái. ở Chúa ra. À đúng rồi, ở Chúa. Có phải không? Xin một là chạm vào tay là đúng rồi, chưa xong. À, thế chúng ta phải giải thích như này là không có bây giờ con lớn là mai mốt người ta hỏi con là bạn nói là Chúa nuôi bạn, thế có thấy Chúa đâu, có thấy mẹ bạn nấu cơm cho bạn ăn, thấy mẹ bạn cho bạn tiền để tiêu thôi chứ có thấy Chúa đâu.
thì mình phải trả lời như nào? Đấy, ý cha muốn hỏi vậy. Thì con vừa mới trả lời nhé. Mẹ con là bà ngoại sinh ra, có phải không? Bà ngoại là do cụ sinh ra. Rồi cha hỏi con là thích cụ ở đâu ra, thì con phải nói là ở đâu ra đấy? À, Chúa. Chúa ban cho ta, Chúa ban cho ta có cụ, Chúa ban cho ta có bà ngoại, và cụ thể là Chúa ban cho ta có một người. Người mẹ. Người mẹ. Mẹ nấu cơm này, mẹ cho tiền này, có phải không? À, đấy. Đấy, cái chỗ đấy mới ra Chúa được. Không có mình, những người người ta không có đức tin, người ta đâu có biết cái đấy. Người ta bảo, ô, đâu có thấy Chúa đâu. Chúa có nấu cơm bao giờ đâu, Chúa có cho tiền bao giờ đâu. Mẹ nấu cơm, mẹ cho tiền, có phải không? À, nhưng mà mẹ đâu ra đấy? Chúa ban cho ta một người mẹ. Qua ông bà tổ tiên, Chúa ban cho ta một người mẹ, Chúa ban cho ta một người bố, Chúa ban cho ta một gia đình. Đấy. Chứ đâu có phải cái đấy tự nhiên mà dưới đất mà chui lên thế nào được. Có đúng không? Có phải không? À, cho nên đó, dù Chúa không có ban trực tiếp tiền cho ta tiêu, Chúa không có nấu trực tiếp một bữa cơm cho ta ăn, nhưng mà qua bố mẹ, qua ông bà, qua mọi người, chúng ta nhận ra được Thiên Chúa vẫn đang nuôi chúng ta. Đúng rồi, cho chàng pháo tay nữa cái nào. Cảm ơn con về chỗ. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta không có hiểu như thế được. Không có cái phải là cái gì cũng có tự nhiên mà nó có như vậy, không có. Nếu mà chúng ta là người không có đức tin ấy, thì chúng ta cũng chỉ biết là ồ, tôi thương mẹ tôi vì mẹ tôi nấu cơm cho tôi ăn, tôi thương bố tôi vì bố tôi cho tôi tiền để tiêu. Không có đức tin thì đến đấy là cùng. Nhưng mà chúng ta là người có đức tin thì chúng ta tin cái gì? Chúng ta tin là Chúa ban cho tôi một người bố, Chúa ban cho tôi một người mẹ, Chúa ban cho tôi một gia đình, lo lắng, yêu thương, chăm sóc tôi. Có phải không? Mới được như này chứ. Nếu bố mẹ không nuôi, bố mẹ không chăm sóc, có được như này không? Không. Và Chúa ban cho tôi có một bố, người bố, người mẹ, Chúa ban cho tôi một gia đình để yêu thương tôi, nuôi dưỡng tôi, chăm sóc tôi. Rồi Chúa ban cho tôi có một giáo xứ, Chúa ban cho tôi có một giáo họ Kim Thái, phải Kim Thái không? Rồi Chúa ban cho tôi trong thuộc về một giáo xứ, giáo họ có cha, có tất cả những anh chị giáo lý viên, rồi có các ông trùm bà quản giúp đỡ để tôi nhận biết. Ngoài việc tôi nhận biết có bố, có mẹ, có ông, có bà, tôi đến nhà thờ để tôi còn nhận biết một điều nữa là tôi nhận biết có Chúa, là Chúa trong cuộc đời của tôi này. Đấy, thành ra đó, nếu mà không có đức tin đó, mình không có biết như thế. Có phải không? Thế hôm nay chúng con lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua việc Đức Cha ban bí tích thêm sức cho chúng con. Và cái bạn này vừa lên bài đọc, đọc cái bài đọc thứ hai rất là hay. Chúng ta biết là Chúa ban cho chúng ta có bố mẹ, có gia đình để lo lắng yêu thương chúng ta, sinh chúng ta ra làm người con người, chẳng những thế giáo dục chúng ta trở thành người con cái của Chúa nữa. Và hôm nay Đức Cha đến để ban bí tích thêm sức, và qua việc Đức Cha ban bí tích thêm sức, chúng con lãnh nhận ai đấy? À, chúng con lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần ban cho chúng con những ơn cần thiết. Và cái bạn này nó vừa đọc bài đọc thứ hai là Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những ơn để tránh cái gì và làm cái gì. Con lên trả lời cho cha nghe nào. Con vừa đọc cái gì đấy? Lên trả lời cho nghe. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những ơn để giúp chúng ta tránh điều gì và làm điều gì. Quay mặt xuống đây nói cho nghe nào. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta các ơn để chúng ta tránh điều gì và để chúng ta làm điều gì. Con ơi cha là chúng tránh ta điều. Tránh xa tội lỗi ạ. À. Và làm những điều Chúa dạy ạ. Chúa dạy là điều gì? Con già dạy. Bây giờ cha hỏi con là Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những ơn để giúp chúng ta tránh những điều tội lỗi có vào. Ví dụ như cái gì đâu, con nói thử cha nghe xem tội lỗi, ví dụ như cái tội gì? Dạ, tội lỗi là không biết á. Con đi xưng tội chưa? Con đi xưng tội bao giờ? Thế con không biết là tội cái nào là cái tội à? Thế cha là tội là xúc phạm Thiên Chúa. Là cái gì? Chưa hiểu.
Thế con có đi xưng tội bao giờ chưa? Thế con xưng tội thì con biết cái tội cụ thể nó là cái gì? Ví dụ thử cái tội gì cha nói cho nghe coi. Dạ, tội... Chú ơi, vào nhà thờ, vào tòa tội ngồi xong rồi suy, vào tòa tội quỷ này xong nghĩ mãi không biết là tội gì. Có đi xưng tội bao giờ không? Thì mình xưng tội thì mình phải biết tội, ví dụ như tội gì? Bất kính với cha mẹ. Bất kính với cha mẹ là như nào? Hay cãi bố mẹ. Có cãi không? Có cãi bao giờ không? Con có. Mấy lần rồi? Dạ, nhiều ạ. Nhiều lần rồi, đấy, đấy là tội chứ cái gì nữa. Có phải không? Phải không? Phải không? Cho chồng vào tay coi nào. Giỏi. Chưa xong. Mới có tội bất kính thôi. Đâu, đâu, đâu có phải chỉ có là cãi bố mẹ đâu. Còn nhiều cái khác nữa. Ví dụ thử cái khác. Là tội là... Đánh... Đi. Gì? Đánh nhau. Có đánh nhau với ai không? Có ạ. Mẹ ơi, quân này mà đánh thì chết người đấy chứ không phải. Có đánh cái đội gái này bao giờ không? À, đánh đội nào? Con trai ạ. Đánh con trai thôi, đừng có đánh con gái nghe không? Thế con đi học thì con thử nghĩ xem là trong môi trường học đường ấy thì người ta mắc tội gì? Chà, gian lận ạ. Con có gian lận là nào chưa? Có ạ. Bên này có gian lận không mà cười người ta, thế con có đi gian lận bao giờ không? Có, đấy, tội đấy thì đứa quái nào chả phạm. Có phải không? À đấy, chúng ta xem nhé. Tránh những cái gì xấu, không có nên làm. Đấy, hôm nay Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn để không phải chúng ta chỉ lớn lên mạnh khỏe bình thường đâu, nhưng mà để tránh những điều gì xấu. Thế còn điều tốt, ví dụ điều gì cha con nói cho nghe. Cha, điều tốt là đi làm bác ái. Đâu đâu con làm bác ái, con làm gì đâu, nói cho nghe thử cái nào. Con đi xin về cha trong mua đồ cho các bạn nơi khó khăn. Được, được, được đấy, cho chàng phát tay cái nào. Được, được, làm tiếp nhá, làm tiếp cái đấy. Còn cái gì khác nữa, ví dụ việc tốt khác, còn ví dụ thử cái nữa, ở nhà ấy. Ở nhà ấy. Con không làm một việc gì tốt ở nhà con, con chỉ có đến nhà thờ là đi làm ve chai thôi, còn ở nhà không làm gì hết. Nhà con nấu cơm, rửa bát. Có đâu không? Có ạ. Thiệt không? Có, thiệt ạ. Mấy lần rồi? Nhiều ạ. À, được rồi, cho chào phát tay cái nào. Được rồi, cảm ơn. Về chỗ đi còn, cảm ơn. Thế, được, thế là tốt rồi. Hôm nay các bạn thiếu niên ở An Bài lãnh nhận bí tích thêm sức Đức Cha sắp ban, có phải không? Và Đức Cha vừa nói với chúng con là qua việc Đức Cha ban bí tích thêm sức, chúng con được lãnh nhận Chúa, Chúa Thánh Thần và các ơn của Ngài. Và việc mà chúng con lãnh nhận các ơn của Chúa Thánh Thần để giúp mình làm gì? Đức Cha vừa nói với các bạn này xong, giúp mình tránh những điều xấu và làm những điều tốt. Thế Đức Cha vừa hỏi bạn này xem là đấy, điều tốt là điều gì, điều xấu là điều gì. Chắc chắn là cái điều đấy là điều mà Chúa Thánh Thần có muốn chúng con làm bắt đầu từ hôm nay sau khi lãnh nhận bí tích thêm sức không? À, thế Đức Cha muốn nói với chúng con điều này này. Mỗi ngày sống của chúng con bắt đầu từ hôm nay này, hãy suy nghĩ về cái điều Đức Cha vừa nói là hôm nay Chúa muốn con làm điều gì tốt, làm một điều. Hoặc là trong con người của mình có cái điều gì đấy xấu ấy, thì mình cũng phải nói là Chúa muốn con tránh cái điều xấu gì thì con cố gắng tránh. Mỗi người chúng ta xét mình có thấy mình có điều xấu không? Có không? Có thể cái điều đấy mỗi người không giống nhau, nhưng mà mỗi lần mình xét mình thấy mình cũng có cái điều gì xấu, phải không nào? Cho nên hôm nay Đức Cha đến ban bí tích thêm sức cho chúng con và nhớ cái điều Đức Cha hôm nay nói, xem mình đang có cái điều gì xấu để ý mà sửa. Và nếu mỗi ngày chúng ta cố gắng làm một điều gì đấy cho nó tốt đẹp. Ở nhà giúp đỡ bố mẹ này, các bạn này, bạn nói bạn giúp đỡ quét nhà nấu cơm gì đấy, phải không nào? Có biết không? Biết làm không? À đấy, cố gắng làm. Rồi đi vào trường học cũng thế, có thể giúp đỡ bạn bè cái gì đấy, hay là làm cho trường nó sạch, nhặt rác này này. Chúng con đi vào trường, chúng con thấy có rác nhiều không? Đấy, thấy không? Thế mình làm cho cái môi trường học đường của mình nó sạch sẽ, nhặt rác. Không phải phiên của mình thấy rác, mình nhặt, bỏ trong cái giỏ rác. Tất cả những cái thói quen tốt đấy, nếu mà không tập, không làm được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt là các bậc phụ huynh và những người đỡ đầu,
Tôi chia sẻ một vài điều với các con em của chúng ta, không phải chỉ là nói với các con em, mà tôi cũng muốn nhắn nhủ các bậc phụ huynh và những người đầu, xin hãy nâng đỡ các con em của mình. Đâu là điều tốt cần phải làm, đâu là việc xấu cần phải tránh, xin hãy hướng dẫn cho các con em của mình cộng tác với Đức Cha, cộng tác với Cha Xứ để làm cái điều đấy, giúp các em trở thành những người trưởng thành tốt đẹp ở ngoài xã hội và thánh thiện như là trước mặt Chúa vậy đó. Cái điều đấy nó rất là quan trọng, chứ không phải là chỉ có hôm nay các bậc phụ huynh đến đây xong tí nữa Đức Cha thêm xếp xong đẩy tay vai con em của mình thế thôi, thế xong về thôi chả làm gì nữa. Không, cộng tác với bố mẹ của các em để giúp các em biết cái điều gì xấu phải tránh và biết cái điều gì tốt cụ thể phải làm. Cho nên xin hãy cộng tác với Đức Cha, và Cha Xứ là người đại diện cho Đức Cha đến đây chăm sóc đời sống đức tin cho giáo xứ chúng ta đây. Xin mọi người hãy cộng tác với Cha để giáo dục đức tin cho các con em của mình. Điều ấy là điều hết sức là cần thiết, và tôi rất là thao thức cái điều ấy để xây dựng đời sống gia đình của mình mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Chúng ta dâng lên Chúa tâm tình ấy, và chúng ta xin Chúa ban cho các con em của chúng ta những ơn cần thiết, nhất là để cho bố mẹ và những người đỡ đầu trở thành cái điểm tựa, cái chỗ dựa cho các em ở trong cái đời sống chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành, có phải không? Thế thì bây giờ chúng con chuẩn bị để lãnh nhận bí tích thêm sức, và nhớ là hôm nay Đức Cha nói mỗi ngày hãy để ý điều tốt phải làm, và cái điều gì xấu trong con người của mình ấy hãy để ý mà sửa chữa, có phải không nào? Đấy. Xin cộng đoàn một tràng pháo tay nữa để khích lệ con em chúng ta. Được rồi, bây giờ các anh chị giáo lý viên chuẩn bị cho các em để chúng ta chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức.